Nghệ sĩ Lê Giang gặp tai nạn nghiêm trọng bị rách giác mạc, dàn sao Việt lo số phó, khuyên nhập viện. Lê Giang mới đây đã khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp lo lắng khi thông báo về tình hình sức khỏe. Nữ nghệ sĩ không khỏi buồn bã vì phải tạm ngừng công việc. Mới đây trên trang cá nhân, Lê Giang chia sẻ hình ảnh bị thương nghiêm trọng ở mắt. Nữ nghệ sĩ cho biết cô được bác sĩ chẩn đoán rách giác mạc tụ bầm mắt. Lê Giang buồn bã khi phải tạm ngừng công việc để chuyên tâm điều trị. Chia sẻ với báo chí, Lê Giang cho biết mình bị rách giác mạc tụ bầm ở mắt do tai nạn. Mắt tôi sưng từ vài ngày nay. Tôi nghĩ chỉ do viêm nhẹ nên vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường. Không ngờ hôm nay lại trở nặng hơn và có dấu hiệu tụ máu. Hiện tôi uống thuốc kháng sinh cây đơn, kết hợp nhỏ thuốc và chườm mắt. Hy vọng vài ngày sẽ ổn, Lê Giang nói. Theo Lê Giang, nữ nghệ sĩ rất ngại khi phải thông báo tình trạng sức khỏe khiến mọi người lo lắng. Song Lê Giang mong các đồng nghiệp, ekip, các chương trình có thể thông cảm cho mình vì việc bất khả kháng. Đàm Vĩnh Hưng, Khả Như, Thu Trang, Cát Tường, Lê Dương, Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy đã vô cùng lo lắng, để lại bình luận quan tâm khuyên Lê Giang nên nhập viện. Ở tuổi 50, Lê Giang vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ cho hay có đến 5 kịch bản phim Tết mời mình đóng. Tuy nhiên vì bận rộn nên chỉ nhận đóng 2 tác phẩm là Nhà Bà Nữ của Trấn Thành và Chị Em Em 2. Ngoài nghệ thuật, chỉ còn kinh doanh riêng và chăm lo cho con cháu. Việc làm việc miệt mài khiến cho nữ nghệ sĩ xuống sắc nhanh chóng. Hồi giữa tháng 11, Lê Giang phải nhập viện cấp cứu vì rối loạn dạ dày trong chuyến công tác tại Hà Nội. Lê Giang ít có thời gian nghỉ ngơi với lịch làm việc dày đặc. Thời điểm có nhiều dự án hay cận kề Tết, chị đi suốt từ 5 giờ sáng đến 11-12 giờ khuya mới về nhà. Có hôm phải ngủ trên xe vì sợ trễ giờ. Lê Giang kể trong một bài phỏng vấn với truyền thông, làm việc với lịch dày đặc khiến cho tôi kiệt sức nhanh chóng. Tôi nghĩ phải đến lúc mình nên hạn chế lại công việc. Tiền có thể kiếm được nhưng sức khỏe thì không. Tôi cũng không dám than thở nhiều bởi mình có được ngày hôm nay thì phải chịu đánh đổi. Vào dịp Tết Nguyên Đán 2023 sắp tới, Lê Giang sẽ cùng lúc tham gia 2 phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành. Sự duyên dáng giúp cho nữ nghệ sĩ dù chỉ nhận vai phụ song vẫn được chú ý vì là cây hài nổi bật trong các bộ phim. Tại buổi họp báo phim mới đây, nữ nghệ sĩ còn thể hiện rõ sự tâm huyết, có trách nhiệm với nghề khi khẳng định mình không gặp bất cứ trục trặc nào về việc quảng bá, dù có đến 2 sản phẩm phim chiếu rạp mùa Tết. Lê Giang khẳng định khi đã tham gia bất kỳ dự án nào, cô đều muốn nó thành công, làm hết mình và chủ động giới thiệu tất cả sản phẩm mình có tham gia mà không đợi bất kỳ bên nào lên tiếng nhắc nhở. Ở độ tuổi 50, Lê Giang đang có cuộc sống sung túc và vui vẻ bên gia đình nhỏ, từng trải qua nhiều đau khổ, tuy nhiên bây giờ cô đã hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Lê Giang tâm sự, mấy năm qua tôi mong mỏi gia đình có thêm thành viên và giờ ước nguyện thành hiện thực. Những ngày không đi quay, tôi chủ yếu ở nhà chăm cháu. Tôi muốn nắm cháu cả ngày và chia sẻ hình bé với bạn bè. Mọi người hay trêu tôi, cháu chưa ra đời mà bà nội đã mua sẵn nhà tặng rồi. Niềm an ủi lớn nhất của tôi hiện giờ là gia đình thuận hòa, các con có hiếu. Sự nghiệp thăng hoa dường như cũng giúp Lê Giang tích góp cho mình khối tài sản ấn tượng. Nổi bật nhất thời gian qua có lẽ chính là căn biệt thự cô mới tậu tại thành phố biển Vũng Tàu. Không gian sống của nữ nghệ sĩ có diện tích 600m2. Tuy chính chủ không tiết lộ cụ thể giá trị biệt thự, nhưng có nguồn tin nhận định căn biệt thự rơi vào khoảng 10 tỷ đồng. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đến thời điểm hiện tại, Lê Giang đã dần có được cuộc sống ổn định hạnh phúc. Sự nghiệp của cô trong những năm gần đây cũng lên như diều gặp gió.